Barbara, Miss Jackson. Rồi bây giờ mình sẽ đến với dạng bài đơn điệu của hàm số bậc 3 ha. Rồi vậy thì trước hết mình bắt đầu mình xét một cái hàm bậc 3 chi bằng AX mũ 3 cộng BX bình cộng CX cộng với lại D. Rồi vậy thì nếu như cái A này nó có chứa tham số M thì mình sẽ phải biện luận. Đó là trường hợp thứ nhất, nếu như A bằng 0 thì sao? Nếu A bằng 0 thì cái hàm này sẽ trở thành một hàm bậc 2 BX bình cộng CX cộng D. Rồi sau đó là mình sẽ khảo sát hàm bậc 2 này. Còn nếu như cái trường hợp mà A khác không thì đây là một cái hàm bậc 3. Nếu như đây là một hàm bậc 3 thì để hàm số này đồng biến trên R thì chết, mình sẽ tính ra y phẩy của nó. Y phẩy thì sẽ bằng 3AX bình cộng 2BX cộng với lại C. Để hàm này đồng biến trên R tức là y phẩy của bình nó phải lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc R. Đó, nó sẽ trở lại một cái kiến thức của hàm bậc 2, đó là để một cái tam thức bậc 2 này luôn không âm với mọi x thuộc R thì điều kiện của nó chính là cái hệ số đứng trước x bình phương này, tức là 3a của mình nó phải dương và cái delta của mình nó phải bé hơn hoặc bằng 0 thì cái tam thức bậc 2 này nó mới lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc R được. Rồi nếu như mà 3a dương thì tức là a dương, delta bé hơn bằng 0 thì ở đây nó có 2b nên mình tính delta phẩy ha. Delta phẩy là bằng b phẩy bình, tức là bằng b bình trừ a nhân cho c. A nhân cho c tức là 3ac. Đây, a của nó là 3a ha. Rồi c ở đây là c. Rồi thì cái lượng delta phẩy này nó phải bé hơn hoặc bằng 0. Đó, thì đây chính là cái điều kiện để cái hàm 3 này đồng biến trên R. Tương tự, để hàm bậc 3 này nghịch biến trên R thì cái hệ số đứng trước x bình phương nó phải âm và delta phẩy nó phải bé hơn bằng 0. Tức là cái điều kiện để nó nghịch biến trên R tức là a sẽ âm và delta phẩy b bình trừ 3ac nó phải bé hơn hoặc bằng 0. Đây mà mình đã tổng hợp cái điều kiện ở đây ha. Rồi và delta phẩy ở đây thì nó chính là bằng b bình trừ 3ac. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ dựa trên những kiến thức này mình áp dụng vào các bài toán. Câu số 15, tìm số giá trị nguyên của tham số m để hàm này đồng biến trên R. Rồi mình nhìn cái hệ số trước x mũ 3 nó là bằng 1, nó khác 0 cho nên đây là một cái hàm bậc 3 ha. Rồi vậy thì để hàm này đồng biến trên R thì điều kiện của mình đó là a nó phải dương, mà a đây bằng 1 rồi nên là ok, cái này hợp lý. Tiếp theo, b bình trừ 3 ac nó phải bé bằng 0. B bình, b của mình là bằng trừ 2m, vậy b bình là bằng trừ 2m tất cả bình phương. B bình trừ 3 nhân cho a bằng 1 nhân cho c bằng 4 nó phải bé hơn bằng 0. Rồi vậy cái đầu luôn đúng nên mình chỉ giải cái thứ hai thôi, tức là 4m bình trừ cho 12 phải bé bằng 0. Và cái này mình dễ dàng mình suy ra được, đó là m bình bé hơn là bằng 3. M nguyên cho nên là để m bình bé bằng 3 thì m bằng trừ 2 thì không được rồi nè, trừ 1, 0, 1, 3 giá trị thì mình sẽ chọn phương án C ha. Đến với câu số 17, tìm m để hàm số này đồng biến trên R. Rồi vậy thì mình thấy đó là cái hệ số trước x mũ 3 là bằng m trừ 1. Vậy thì mình phải biện luận. Tại vì sao? Vì nếu như m trừ 1 bằng 0 là trường hợp đầu tiên thì nó sẽ trở thành y sẽ bằng m trừ 1 x mũ 3 là nó hết nè. Còn rất may mắn ở đây nó cũng hết lượng bậc 2 luôn. Thì chúng ta còn lại là 3x cộng 2. Hàm y bằng 3x cộng 2 thì đây là hàm bậc nhất, nó là đường thẳng. Thì đường thẳng thì sẽ luôn đồng biến hoặc nghịch biến trên R. Mà bạn chú ý cho mình, y bằng 3x cộng 2, hệ số của A nó dương, nghĩa là nó đi lên, nó không đồng biến. Vậy thì cái hàm này đồng biến trên R, đồng biến trên R. Vậy thì nó kêu là tìm m để hàm này đồng biến trên R. Đó, với cái trường hợp m trừ 1 bằng 0, tức là m bằng 1, thì mình ra được y bằng 3x cộng 2 đồng biến trên R. Cho nên là mình nhận giá trị m bằng 1 này ha. Vậy là nhận m bằng 1. Còn chả hạn ha, nó ra một cái đường khác, ví dụ như trừ 3x cộng 2 đi, hệ số A âm. Thì cho nên đây là một cái đường thẳng đi xuống, thì nó nghịch biến trên R. Cho nên mình sẽ loại giá trị này. Nhưng mà ở đây mình ra 3x cộng 2, cho nên mình nhận m bằng 1. Tiếp theo cái trường hợp m khác 1, tức là m trừ 1 khác 0 đó. Đây là một cái hàm bậc 3. Vậy thì để hàm này đồng biến trên R thì điều kiện của mình đó là hệ số trước x mũ 3, tức là cái A này nó phải dương, m trừ 1 dương, và B bình trừ 3 AC nó phải bé hơn bằng 0. B bình là bằng 9 nhân cho m trừ 1 bình phương trừ 3 nhân cho A là bằng m trừ 1 nhân cho C là bằng 3, nó phải bé hơn hoặc bằng 0.
Rồi bây giờ mình sẽ giải hệ này. Đầu thì ra m lớn hơn 1. Thứ hai thì mình có đây là 9 nhân cho m trừ 1 tất cả bình trừ cho m trừ 1. Mà đây nhân cho 9 luôn. Nên là mình rút 9 đi. Mình còn đó là m trừ 1 tất cả bình trừ cho m trừ 1. Nó phải bé hơn là bằng 0. Rồi bây giờ nhiệm vụ của mình là mình sẽ giải cái hệ này. Đầu thì mình vẫn giữ nguyên m lớn hơn 1. Hai mình đặt m trừ 1 nhân từ chung. Mình còn đây là m trừ 1 mà trừ đi 1 là bằng m trừ 2 ha. Cái này bé bằng 0. Đầu thì mình có đó là m lớn hơn 1. Hai, cái này mình sẽ giải ra được đó là nó sẽ kẹp giữa hai nghiệm ha. Là 1 bé bằng m và bé bằng 2. Giao hai cái điều kiện này lại thì mình sẽ được đó là 1 bé hơn m và m bé hơn bằng 2. Bây giờ mình sẽ kết hợp với cái giá trị m bằng 1 do mình đã giải ở trường hợp trên. Vậy thì mình kết luận được đó là đáp án của mình đó là có dấu bằng ha. Có dấu bằng ở số 1 này luôn. Tức là 1 bé hơn bằng m và m bé hơn bằng 2. Đây chính là đáp án của mình. Vậy thì mình sẽ chọn phương án C ha.